chuyển hóa, được gọi là sáu pháp thần thông. Tức là dưới Đức Phật thì không có ai có thể ngang bằng được 70-80% so với Ngài Mục Kiền Liên. Ấy thế mà Ngài vẫn không thể vượt qua được cái cơn ác nghiệp trở thành một cái quả, đó là chết một cách không toàn thay. Thì cái chết đó rất là đau lớn, bị bầm chập ra thành từng mảnh vụn rải khắp tứ phương, vì những kẻ Bà La Môn ám hại Ngài thì sợ rằng nếu không làm như thế đó, thì với cái năng lực thần thông đặc biệt của Ngài, Ngài sẽ nối kết các mảnh thịt, các cái mẫu xương và tạo thành sự sống lại lần thứ hai. Cái chết không toàn thân đó được Đức Phật Thích Ca lý giải trong văn học Pali là vì cái trọng tội giết cha mẹ trong một tiền kiếp. Như vậy trọng tội đó nó trổ quả đến nhiều lần chứ không phải chỉ đơn thuần là một lần. Đó là một cái bài học rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Trong nền văn học Pali thì cái câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứu giúp mẹ là Thanh Đề như được nêu ra trong Kinh Vô Lan là không được biết đến. Không có một dữ liệu văn học nào của Kinh Tạng Pali đề cập đến việc đó. Và kinh này cũng không hề có mặt ở trong văn học của Tây Tạng, một mảng văn học đại thừa khá quan trọng. Mà theo lịch sử biên tập kinh điển đó, thì phần lớn các bài kinh mà tiếng Sanskrit đều được dịch ra tiếng Tây Tạng trước khi nó bị mất hết vào cái thời kỳ cai trị của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và do vậy truyền thống Vu Lan chỉ đơn thuần có mặt ở Trung Quốc, ảnh hưởng một cách rất là lan rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và những nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa đại thừa này. Đặt ra nguồn gốc của kinh Vu Lan một cách sơ sài như vừa nêu, chúng ta thấy rõ hay là tương phản trong một tiền kiếp và ở tại. Một bên đó là bất hiếu cùng cực, và một bên đó là hiếu thảo của không ai sánh bằng. Và hai hình ảnh tương phản này đó nó lại có ý nghĩa hơn đặt vào trong tình huống của một nhân cách siêu phàm thần thông vượt trội Mục Kiền Liên, ấy thế mà vẫn không cứu được mẹ. Như vậy bối cảnh của sự ra đề bản kinh Vu Lan trong nền văn hóa của Trung Hoa, một phần của Phật giáo đại thừa hay hiểu theo nghĩa bao quát nhất là đại thừa nói chung, nằm ở chỗ đó là thần thông không thể nào vượt qua được nghiệp lực. Đó là triết lý đầu tiên được nêu ra như là một cái quy luật tất yếu của nhân quả. Để từ đó chúng ta thấy là cái pháp cứu tế của kinh Vu Lan có ý nghĩa rất là quan trọng. Thần thông đó có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất đó, là một cái năng lực tự nhiên với một cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học, không cần phải tu luyện, có thể trải một biến cố hoặc là một cái tình huống thập sanh nhất tử làm chấn động cái lớp thùy mã trên vỏ não, và sự mở màn của lớp vỏ mã đó, thùy mã đó đã làm cho các cái cửa sổ tri thức được tái tạo lại và làm cho người ta có thể có được những cái năng lực thấy biết được những chuyện sẽ xảy ra, hoặc là thấy rõ được những diễn tiến trong quá khứ ở một mức độ tương đối nào đó. Hiện tượng được ngoại cảm tự nhiên theo cái cấu trúc sinh học đặc biệt đó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian dài nhất là khoảng chừng 30 năm. Khoảng gần 200 nhà ngoại cảm ở Việt Nam sau năm 1975 đó, cho đến bây giờ đó chỉ còn lại khoảng chừng 10 người duy trì được năng lực đó sau năm thứ 20. Còn phần lớn năng lực đó bị mất hết vì nó không phải là tiến trình chuyển hóa, và do vậy đó nó bị mất đi cạn kiệt tùy theo cái năng lực sử dụng và mục đích sử dụng trong vấn đề xác quyết
các cái năng lực đặc biệt này. Dạng thứ hai là dạng đặc biệt hơn, nó là một cái kết quả tất yếu của tiến trình tu cộng với cái cơ thể đặc biệt của từng hành giả mà một vị chứng đắc A-la-hán đó có thể thể hiện được phép thần thông. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta lấy thần thông làm thước đo để đánh giá ai là một vị đã chứng đắc được quả A-la-hán. Hàng trăm, hàng nghìn các vị thánh A-la-hán trong thời Đức Phật không hề có một thần thông nào. Và trong giới luật của những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Đức Phật còn có quy định như thế này: bất kỳ một vị nào sử dụng thần thông để thu hút quần chúng, để tạo ra danh thơm tiếng tốt, để làm cho mọi người bội phục về mình, thì bị vi phạm đột kiết la, tức là một hình phạt nhất định. Bởi vì thần thông đó, nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa được tánh phàm thành thánh, khổ đau thành hạnh phúc. Chính vì thế mà Đức Phật mới sáng tạo ra một cái khái niệm mới, đó là giáo hóa thần thông, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á, là sử dụng thần thông vào mục đích giáo hóa để giúp cho một người chưa có niềm tin với chánh pháp có thể xác lập được niềm tin do vì bội phục ở cái người có năng lực đặc biệt hơn mình. Thỉnh thoảng Đức Phật sử dụng loại thần thông này. Ví dụ lần đầu tiên khi trở về thăm vua cha và hoàng tộc đó, thì vua cha cứ nghĩ rằng mình là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên không nhìn thấy Đức Phật là một nhân cách siêu phàm sau 6 năm thực tập tâm linh. Và hoàng thân quốc thích đó cũng không thấy ngài là một bậc đại giác ngộ, mà chỉ thấy ngài với tư cách là vai vế anh họ, em họ, cháu họ, vân vân đó. Chúng ta Đức Phật mới thể hiện loại thần thông đôi, là trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tỏa ra vừa nước mà vừa lửa. Theo quan niệm tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ, nhân vật nào có thể thi thố được loại thần thông như vậy được gọi là bậc đại nhân, bậc đại siêu phàm, vượt lên trên cả các bậc đại vĩ nhân. Đức Phật đã làm việc đó và đã làm cho vua cha và tất cả những người bà con trong dòng họ tộc đó đã quỳ xuống đảnh lễ dưới chân người. Là bởi vì phát hiện ra rằng cái nhân cách mà mình đang đối diện không phải là Thái tử Tất Đạt Đa nữa, mà là Thế Tôn, bậc một bậc được tất cả mọi người kính quý. Thì trong tình huống đó đó, việc sử dụng thần thông là để giáo hóa. Tuy nhiên Đức Phật vẫn khuyên hạn chế một cách tối đa, bởi vì lạm dụng nó có thể dẫn đến những tình trạng, đó là rất nhiều các Phật tử tôn kính những vị có thần thông, nhưng đồng thời có thể giảm sự tôn kính với những người không có được năng lực đó, mặc dầu họ tu tập đạt được giới định tuệ sắc đàng hoàng. Nghĩa thứ hai, giáo hóa được hiểu là một phép màu. Giáo hóa nó thuộc về tiến trình giáo dục, thay đổi một thói quen là chuyện dễ, và làm cho người ta từ bỏ những nghiệp xấu để trở thành một con người cao thượng lại càng khó hơn nữa. Cho nên ai làm được việc đó thì bản thân của nỗ